Một số người có cái quan điểm trong kinh doanh như thế này, tức là không cần cái sản phẩm dịch vụ tốt mà chỉ cần biết cách làm marketing và bán hàng thì như vậy họ đã thành công rồi. Đây là một cái quan điểm mà bản thân Duyên khi tham gia các cái lớp học về quản trị doanh nghiệp, về phát triển bản thân thì Duyên đều nghe những cái người thầy đó họ chia sẻ như vậy. Và cái công thức của nó là cái hình tam giác như thế này: ở một cạnh đó là marketing và bán hàng, nó chiếm 60% cái tỷ lệ thành công của doanh nghiệp. Ở cái góc bên này nó là quản trị hệ thống, chiếm 2% sự thành công. Và ở góc bên này là dịch vụ hay sản phẩm, chỉ chiếm 2% sự thành công của cái doanh nghiệp đó. Cho nên rất là nhiều người khi xem cái hình vẽ này, họ hình dung ra như thế này: thế thì chất lượng sản phẩm dịch vụ không quan trọng, quan trọng là chúng ta biết cách marketing, biết cách bán hàng. Như vậy là chúng ta đã thành công rồi, như vậy là chúng ta đã có tiền và chúng ta đã giàu có rồi. Nhưng mà rất là nhiều người khi mà tiếp cận với cái tư duy này, cái tư duy này nó không có gì sai. Theo cái sự nhìn nhận, theo cái sự hiểu biết của Duyên thì cái tư duy này nó hoàn toàn đúng. Nhưng mà ở đây trong sách hoặc là các cái người thầy đó họ chia sẻ rằng là quan trọng nhất vẫn là marketing và bán hàng, nhưng mà cái chất lượng sản phẩm và dịch vụ nó là cái cốt lõi, nó là cái điều kiện cần rồi ha. Cho nên nếu như mà bạn quan điểm rằng là cái chất lượng sản phẩm dịch vụ nó không quan trọng thì nó dẫn đến cái công việc kinh doanh của bạn có thể ban đầu nó bứt phá nhưng sau này nó không có hậu, sau này có thể bạn sẽ bị thất bại ở trên. Và trong cái video này Duyên sẽ chia sẻ một cái câu chuyện thật mà người bạn của mình, một người bạn học cùng Duyên, khi mà bạn áp dụng cái tư duy này vào cái việc khởi nghiệp mới dẫn đến là gì? Dẫn đến sau hơn một năm bạn thất bại ê chề và đâu đó là bạn mất 3 tỷ. Cái câu chuyện là như thế này, tức là bạn này là đang làm trong cái ngành xây dựng. Khi mà tham gia các cái lớp học đó, nghe các cái post về kinh doanh mỹ phẩm, họ chia sẻ rằng là cái lợi nhuận, cái thu nhập của họ, họ phát triển các cái đại lý trên toàn quốc quá khủng và dạng lớn là gì? Cái thu nhập rất là lớn luôn so với cái ngành mà bạn đấy đang làm. Thì bạn đấy tự nhiên nảy sinh ra một ý tưởng, đó là gì? Đi gia công một cái dòng mỹ phẩm ở trong nước, trong khi bản thân mình không biết gì về mỹ phẩm hết. Nếu như mà bạn không biết thì có thể bạn sẽ thuê một cái bác sĩ da liễu để họ test cái sản phẩm. Nhưng mà đây không, bạn đó chỉ nghĩ rằng là mình giỏi về thuyết trình, mình giỏi về bán hàng, mình giỏi về thu hút đám đông, mình giỏi về chốt sale. Thì lúc này bạn đó bỏ ra mấy tỷ để bạn đó đi gia công một cái dòng hàng, một cái dòng mỹ phẩm về. Sau khi về xong, bạn đó có một cái cách làm rất là hay là tham gia vào các hội nhóm phát triển bản thân trên mạng, trên Facebook, tham gia vào các cái lớp học để thu hút những cái người mà họ khao khát, họ kiếm tiền, họ đang tìm kiếm một cái nguồn hàng. Và sau đó là gì? Bạn thuyết phục những người đó nhập hàng. Ban đầu cái sự thành công nó đến rất là nhanh, bạn đó tiêu thụ một cái lượng hàng rất là lớn. Ban đầu thì Duyên cũng ngớp luôn khi mà chứng kiến cái sự tăng trưởng vượt bậc của bạn ấy. Nhưng mà không may sau một năm, chỉ sau một năm thôi, tức là gì? Cái sản phẩm đó nó không có đủ tốt. Khi mà những cái đại lý những tiếng dưới bán ra cho khách hàng của mình, những cái người khách hàng đó họ dùng da họ có vấn đề, ví dụ như trong đó nó có cái hóa chất, nó có cái chất gây nghiện như là corticoid, gây teo da, gây giãn mao mạch, nó dẫn đến là người dùng á nó không có mang lại cho họ một cái làn da đẹp, dẫn đến da của họ suy yếu, bị kích ứng quá nhiều. Và sau đó khách hàng sẽ trả về cho đại lý, và lúc này á đại lý sẽ trả về cho công ty của bạn ấy, và lúc này là gì? Bạn ấy phải nôn tiền ra để trả lại cho đại lý của mình. Cho nên là cái bài học ở đây, khi mà chúng ta tiếp cận với bất kỳ một cái tư duy mới nào, chúng ta hãy tỉnh lại, chúng ta hãy suy nghĩ tại sao bản thân mình, Duyên làm mỹ phẩm gần 10 năm rồi mọi người, Duyên rất là hiểu về làn da cũng như hiểu về các hoạt chất mỹ phẩm. Nhưng tới thời điểm này Duyên chưa nghĩ đến cái việc là gì, gia công một cái dòng sản phẩm trong nước dành cho bản thân mình. Vì Duyên nghĩ rằng là Việt Nam mình nó có rất là nhiều sản phẩm tốt, nhưng về cái tiêu chuẩn mà sản xuất mỹ phẩm nhưng cảm thấy chưa có yên tâm. Nên đó là lý do mà Duyên chưa có quyết định gia công một cái sản phẩm riêng cho cá nhân mình, cho bản thân mình. Cái việc mà mình có một cái dòng hàng riêng á, thì chắc chắn là nó sẽ mang lại cho Duyên một cái nguồn thu nhập tốt hơn là việc mà Duyên bán những cái sản phẩm hiện tại trên thị trường. Mặc dù những sản phẩm hiện tại nó chất lượng, nó được thị trường chấp nhận, nó hiệu quả, nó ok, nhưng mà về cái lợi nhuận nó không có bằng. Lợi nhuận tức là sau khi mình làm marketing, sau khi mà mình chiết khấu cho khách hàng, sau khi mình trả cái lương cho nhân viên thì nó không còn nhiều. Nhưng mà đó là cái yếu tố mà đã giúp cho Duyên sống được trong cái ngành mỹ phẩm này. Nó giúp cho Duyên có được những cái khách hàng trung thành, họ sử dụng xong đó họ quay lại, họ cứ tái tục, họ mua hết lần này tới lần khác. Cho nên cái đó là cái được. Và một cái được nữa, khi mà Duyên làm các cái hãng mỹ phẩm lớn, những hãng mỹ phẩm uy tín trên thế giới, có một cái đó là cái thương hiệu cá nhân của mình nó tốt hơn. Tức là họ định vị rằng là cái chị đó, cái em đó, cái bạn đó, bạn bán những cái dòng hàng có thương hiệu thì như vậy cái nhân hiệu của mình nó uy tín hơn. Còn nếu như mà mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân, sau đó mình bán những cái sản phẩm nó không chất lượng, nó dẫn đến là khách hàng người ta dùng không hiệu quả, thì làm sao những lần sau làm sao mà họ tiếp tục họ mua cái sản phẩm của mình nữa, đúng không mọi người? Cho nên là cái quan điểm là gì, làm cái gì cũng vậy, mình phải tập trung vào cái chất lượng.
Mà Duyên kể cho mọi người nghe, Duyên có một bạn học viên, bạn học nghề từ Mỹ Duyên và cũng cái tư duy của Mỹ Duyên. Duyên luôn luôn nhắc nhở rằng là hãy quan tâm đến hiệu quả điều trị cho khách hàng, hãy quan tâm đến chất lượng sản phẩm mình bán ra cho khách hàng, thì như vậy khách hàng mới tái tục. Có thể ban đầu em chưa có biết cách làm marketing, em chưa biết cách làm cái video giống như chị đang làm cho khách hàng như này. Thì ban đầu có thể những người quen của em họ đến, họ thấy em làm những cái dòng sản phẩm uy tín chất lượng, họ sẽ trải nghiệm, và họ trải nghiệm thì đương nhiên là nó sẽ ok rồi đúng không? Những sản phẩm mà nó trải qua hàng mấy chục năm, hàng 50 năm như vậy á, nó có cái sự chứng minh lâm sàng của hàng hàng triệu người sử dụng trên thế giới rồi, cho nên là họ sử dụng, họ thấy có cái chất lượng, họ thấy hiệu quả, sau đó họ tái tục. Có thể ban đầu em ít khách, em không biết cách làm marketing, em sẽ có một khách, hai khách đến với em, những người quen đến với em, nhưng sau này những người này bắt đầu họ tái tục làm đi làm lại như vậy thì em vẫn sống được. Nhưng mà với một người mà họ, nếu như trường hợp này, bạn đó bạn biết cách chạy quảng cáo, bạn biết cách làm các video marketing chia sẻ các kiểu để tăng cái uy tín cho khách hàng, để tăng cái trải nghiệm cho khách hàng, để tăng cái gọi là cái giá trị mang đến cho khách hàng đó, thì dẫn đến khách hàng của bạn sẽ rất là đông và sự phát triển nó sẽ bền vững hơn cái việc mà phát triển nóng giống như người bạn mà Duyên vừa chia sẻ ở trên đó. Nên là cái chất lượng sản phẩm hay dịch vụ nó là cái lõi của vấn đề. Bạn làm bất kỳ một cái gì cũng như vậy, chẳng hạn như bạn muốn bán cái áo này, bạn muốn Duyên mua những cái áo tiếp theo, ví dụ áo thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì ban đầu bạn phải bán cho Duyên một cái áo nó chất lượng, nó xứng đáng với cái số tiền Duyên bỏ ra. Nếu như ban đầu Duyên mua của bạn đúng không, Duyên mua của bạn cái áo này chẳng hạn như 1 triệu, nhưng mà Duyên về Duyên nhận xong rồi những cảm thấy nó không có xứng đáng với số tiền mình bỏ ra, thì chắc chắn sau đó Duyên sẽ không bao giờ Duyên ủng hộ bạn nữa đó. Cho nên là ban đầu mình phải xác định ngay là mình bán cái gì, mình phải chọn cái hàng chất lượng mình bán. Còn sau đó bạn có thể học thêm các kỹ năng, ví dụ như kỹ năng làm marketing. Marketing là gì? Tức là thu hút khách hàng đến với mình ngày càng nhiều hơn, và sau đó học cách bán hàng sau khi khách hàng đến với mình rồi, thì mình phải làm sao để mà khách hàng tin tưởng mình, để khách hàng có thể mua hàng, khách hàng có thể chốt, mình có thể chốt sale ngay lập tức để mà có thể mình sẽ thu tiền về đúng không? Rồi sau khi bán hàng xong, mình sẽ tìm mọi cách để mình chăm sóc khách hàng, để mình làm cho khách hàng cảm thấy yêu mến mình và tiếp tục tái tục mua hàng của mình trong những cái lần tiếp theo sau đó. Cho nên là nó quan trọng nhất vẫn là cái tư duy. Mình không làm bất kỳ một cái điều gì cũng vậy, tư duy mà ăn xổi, tư duy mà muốn làm giàu nhanh, tư duy muốn kiếm tiền nhanh, tư duy muốn lùa gà, muốn lừa người khác, muốn lấy tiền người khác, thì trước sau gì mọi người cũng sẽ trả giá thôi. Cho nên làm là mình phải làm đúng, mình phải kinh doanh theo đúng với cái con người của mình. Và hy vọng rằng là với cái chia sẻ về cái tư duy kinh doanh này có thể giúp cho các bạn, những ai, những người phụ nữ mà đang kinh doanh, có thể bạn đang kinh doanh quần áo, kinh doanh thời trang hay là kinh doanh spa mỹ phẩm, để bạn một phần bạn hiểu rõ hơn, có thể bạn sẽ có những ý tưởng mới trong cái việc kinh doanh của mình. Và nếu như bạn xem video của Duyên, bạn xem tới đây, bạn cảm thấy cái video của Duyên nó có ích với mọi người, thì bạn đừng quên like cái video này một like, đừng quên đăng ký kênh để những cái video sau Duyên chia sẻ thì YouTube hoặc là Facebook sẽ báo cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video chia sẻ lần sau. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Trương Mỹ Duyên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy bấm vào hình tròn ở giữa đăng ký kênh hoặc xem các video tiếp theo ở bên trái hoặc bên phải của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.